Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hưng Yên thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.230 tỷ đồng. Các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa xuân, tập trung làm vụ mùa. Cảnh báo tình trạng cáp viễn thông mất an toàn gây nguy cơ cháy nổ và mỹ quan đô thị. Nỗi lo đuối nước mùa hè. Đến thời điểm này, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.230 tỷ đồng, đạt trên 40% dự toán. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu gần 1.500 tỷ đồng, đạt khoảng 45%, thu nội địa 3.733 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt trên 1.173 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất 837 tỷ đồng, đạt trên 55% so với dự toán và 117% so với cùng kỳ. Qua lũy kế cho thấy, các sắc thuế như thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đều vượt trên 50% dự toán. Công ty Điện lạnh Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Núi A là một trong những doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát hàng năm có đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao cạnh tranh, công ty đầu tư cải tiến dây chuyền hiện đại hơn, trong đó chú trọng vào dòng sản phẩm tiết kiệm điện. Ngoài mặt hàng điều hòa Funiki là sản phẩm chủ lực từ nhiều năm nay để phục vụ tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, năm 2019 doanh nghiệp còn sản xuất dòng điều hòa không khí Funiki HST series sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới kết hợp với công nghệ Evector giúp tiết kiệm điện năng. Bình quân mỗi ngày công ty sản xuất gần 1.000 sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí các loại, thị trường tiêu thụ chính trong nước và một phần xuất khẩu. Hiện công ty đang tạo việc làm cho gần 300 lao động với mức lương bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Điện lạnh Hòa Phát cùng với các công ty thuộc tập đoàn như Nội thất Hòa Phát, Ống thép Hòa Phát, Thép Hòa Phát là những doanh nghiệp nhiều năm liền có số nộp ngân sách lớn. Bình quân mỗi năm các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gần 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa xuân và đang tập trung sản xuất vụ mùa. Các địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa xuân đạt 99% diện tích, còn 3 địa phương là Văn Lâm, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Vụ xuân này, diện tích lúa chất lượng cao toàn tỉnh đạt gần 21.000 ha, chiếm 64,5%, cao hơn năm trước 4,9%, năng suất ước đạt từ 66 đến 67 tạ một ha. Cùng với tập trung thu hoạch lúa xuân, nông dân các địa phương tích cực đẩy nhanh sản xuất vụ mùa. Các địa phương đã làm đất đợt 1 được gần 20.000 ha, ngà dược mạ được 2.300 ha và gieo mạ dược được trên 1.000 ha. Theo kế hoạch vụ mùa này, toàn tỉnh gieo cấy lúa chất lượng cao khoảng 21.500 ha, chiếm 68-69% diện tích, tập trung vào các giống chủ lực như Đài Thơm 8, Sơn Lâm 1, Nếp Thơm Hương Yên. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 10 tháng 7 năm 2019 để tránh ảnh hưởng của mưa bão, úng đầu vụ và sản xuất vụ đông. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phù Cừ, các hợp tác xã nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập, năng lực, trình độ cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo của nông thôn. Hiện nay huyện Phù Cừ có 10 hợp tác xã kiểu mới, trong đó đã có 7 trên 10 mô hình sản xuất thực phẩm an toàn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, gồm các sản phẩm như dưa lưới, rau các loại, cam, vải và thủy sản. Việc đầu tư sản xuất theo mô hình hợp tác xã, nhất là tiêu chuẩn VietGAP khá tốn kém và cần tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm đạt chất lượng cao và hầu hết các sản phẩm đều được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Đặc biệt, với các mô hình trồng dưa lưới và trồng rau trong nhà lưới còn giúp sản xuất ra các loại rau dưa trái thời vụ. Nhờ đó thu nhập cho các hộ sản xuất theo mô hình hợp tác xã được nâng lên đáng kể, với doanh thu mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, việc ra đời các hợp tác xã còn tạo ra vùng sản xuất, thay đổi tư duy sản xuất cho người dân và có thị trường ổn định. Hiện nay, 10 hợp tác xã đã có trên 200 xã viên tham gia và có mức thu nhập cao hơn trước đây. Đây chính là động lực để nông dân huyện Phù Cừ tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiến tới hình thành nền nông nghiệp sạch và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đẩy mạnh cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ đó, môi trường nông thôn được cải thiện ngày càng xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường
trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hưng Yên đã thực hiện cho vay chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, khu vực nông thôn đạt trên 745 tỷ đồng. Đối tượng được vay là các hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có công trình nước sạch, công trình vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, chưa đảm bảo vệ sinh. Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng một công trình và mỗi hộ được vay tối đa 20 triệu để làm hai công trình, trong đó là công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Hiện nay đã có gần 60.000 hộ được vay vốn và đã phát huy hiệu quả nguồn vốn. Được ngân hàng với cả các bên phụ nữ giúp đỡ để làm muốn vay ngân hàng để tôi sửa sang lại nhà vệ sinh với là nhà nước sạch cho nó khang trang lên một chút. Tôi vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ năm 2016. Trước thì chúng tôi dùng những cái công trình vệ sinh đấy nó không phù hợp, mất vệ sinh. Thế khi chúng tôi được vay vốn cho tôi làm này nó thoải mái mà nó sạch sẽ. Quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các hội đoàn thể tích cực triển khai đến các hộ có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay. Về lãi suất thì cũng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ. Hiện nay thì lãi suất được quy định là 0,75% một tháng, tương đương với 9% một năm. Thủ tục vay vốn thì rất là đơn giản. Nếu như các hộ gia đình mà đối chiếu thấy gia đình nhà mình đúng đối tượng và đủ điều kiện vay vốn thì chỉ cần xin gia nhập một tổ tiết kiệm và vay vốn do một tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn của gia đình nhà mình sinh sống. Và các cái thủ tục về bình xét cho vay và hồ sơ thì sẽ được tổ tiết kiệm và vay vốn hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ. Những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vệ sinh môi trường nông thôn cho người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn và tích cực tham gia tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn xã Đông Kết, Tứ Dân và xã Hàm Tử thuộc huyện Khoái Châu, nhiều hộ dân đang phải sống chung với kênh Tây bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do một số hộ tận dụng đất ở đất vườn cạnh ven kênh để phát triển chăn nuôi và thải trực tiếp ra kênh, khiến con kênh bị ô nhiễm nặng. Đoạn kênh bị ô nhiễm có chiều dài gần 5 km chảy qua các xã Đông Kết, Tứ Dân và Hàm Tử của huyện Khoái Châu, trong đó chất thải từ các trang trại chăn nuôi lợn xả thẳng ra môi trường, khiến các hộ sống gần trang trại vô cùng bức xúc. Theo người dân cho biết, chủ yếu là các trang trại nuôi lợn của cả ba xã dọc con mương đều có lắp ống cống ngầm và xả trực tiếp nước thải lợn ra hệ thống kênh mương tưới tiêu, khiến cho nhiều hộ dân không dám sử dụng nước tưới, trong khi khu vực này đã có nhiều diện tích chuyển đổi cây trồng. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho sản xuất mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Mặc dù từ tháng 11 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai kế hoạch hướng dẫn quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về định hướng phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, có quy định về giải pháp kỹ thuật truyền dẫn của các đơn vị đang kinh doanh và khai thác viễn thông trên địa bàn. Nhưng đến nay vẫn tồn tại tình trạng các viễn thông treo chằng chịt trên cột điện, gây nguy cơ cháy nổ và mất mỹ quan đô thị. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đang có 5 đơn vị hoạt động kinh doanh và khai thác các loại dịch vụ viễn thông vô tuyến điện là Viễn thông Hưng Yên, chi nhánh Viettel Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình Cáp Sài Gòn Tourist và Công ty cổ phần Viễn thông FPT Telecom chi nhánh Hưng Yên. Khi phóng viên làm việc thì tất cả các đơn vị đều khẳng định chấp hành đầy đủ các quy định của tỉnh về hoạt động và phát triển mạng viễn thông theo đúng lộ trình của tỉnh. Đại diện các đơn vị trên cũng khẳng định đã thu hồi cáp rác, thanh thải cáp không sử dụng và hạ ngầm các loại cáp đối với các khu đô thị mới theo quy định của tỉnh, tuy nhiên thực tế thì lại khác. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có một số tuyến phố chính của thành phố Hưng Yên như trục đường Điện Biên, Nguyễn Văn Linh và Tô Hiệu là các nhà mạng có triển khai bó cáp, còn trên nhiều tuyến đường ở các huyện Tiên Lữ, Kim Động, thị xã Mỹ Hào đều dễ dàng thấy cảnh dây cáp của các nhà mạng đi vô tội vạ như màng nhện cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thì chúng tôi cũng đều tuân thủ các quy định của nhà nước, địa phương, của ngành, nói chung là tuân thủ tất cả những cái viễn thông rồi thì về tất cả những thứ liên quan đến dịch vụ. Gần đến 100% là các tuyến của chúng tôi đã được đi riêng. Đối với việc là đảm bảo cái cảnh quan cho đô thị thì VNPT Hưng Yên là luôn luôn tuân thủ
và thực hiện theo các cái quy định của các chính quyền các cấp khi có yêu cầu trong cái việc mà chỉnh trang đô thị. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn có thể gây cháy nổ, nhất là vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, mất an toàn vào mùa mưa bão. Được biết, 5 nhà mạng trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số khoảng 35.000 km cáp viễn thông, trong đó hai đơn vị có nhiều cáp nhất là Viễn thông Hưng Yên, 10.000 km, Viettel Hưng Yên, 8.000 km cáp quang. Các đơn vị còn lại có từ 3.500 đến 5.000 km cáp. Ngoài việc triển khai lắp đặt cáp viễn thông chưa chấp hành đúng các quy định của tỉnh, thì hầu hết các trạm BTS trong khu vực trung tâm hành chính, khu vực đô thị mới của các đơn vị vẫn còn thiết kế theo mẫu và lắp đặt ở chiều cao cũ, mặc dù hạn chót là đến năm 2020, tất cả các nhà mạng phải hạ ngầm cáp và thay thế trạm BTS đảm bảo thẩm mỹ cũng như chiều cao cột xuống dưới 7,8 mét. Để các nhà mạng triển khai hạ tầng viễn thông đúng theo quy định, các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ những sai phạm và hạn chế của từng nhà mạng. Có như vậy mới đảm bảo sự phát triển đồng bộ, phục vụ sự phát triển chung của tỉnh. Để người dân thực sự được hưởng lợi từ dự án trợ lắp sáp những năm qua, chính quyền các cấp của huyện Văn Lâm đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Khu thực phẩm tươi sống tại chợ Cái, xã Đình Dù được đưa vào sử dụng năm 2015 với 60 quầy kinh doanh. Được trang bị mái che, hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch, mỗi quầy đều có bề mặt tường và nền đều được ốp lát sạch sẽ, có bồn rửa, bên dưới mặt quầy có tủ đựng, đã tạo nên diện mạo mới cho chợ Cái. Cái cảnh ngày xưa thì nó có cái lều danh và có cái phản cá nhân bằng gỗ, nó xấu xí mà nó lụp tụp. Bây giờ là nó sạch sẽ mà quán xá nó khang trang, mua là yên tâm hơn. Để được buôn bán tại chợ đậu xã Lạc Đạo, gần 60 hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tươi sống phải cam kết đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm như phải sử dụng tạp dề, găng tay, giữ gìn vệ sinh quầy hàng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cũng đẩy mạnh các biện pháp giám sát, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Kinh doanh ở trong chợ đậu này thì bọn em cũng phải có một cái số giấy tờ quy định của bên an toàn thực phẩm. Thứ nhất là như bên giấy phép kinh doanh, giấy xuất xứ, tất cả tập em đều có đầy đủ hết. Trung bình một năm chúng tôi tầm khoảng 4-5 lần kiểm tra, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và Tết Nguyên Đán là chúng tôi đều kiểm tra. Ngoài phần theo quy ở trên thì chúng tôi cũng thành lập cái ban để xuống kiểm tra tại khu vực chợ đậu một số các mặt hàng theo quy định. Huyện Văn Lâm hiện có 5 chợ nông thôn được đầu tư trang thiết bị theo quy chuẩn lắp sáp là chợ Cái, xã Đình Dù, chợ Tài, xã Lương Tài, chợ Đậu, xã Lạc Đạo, chợ Tài Chính, xã Trưng Chắc và chợ Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh. Qua kiểm tra, một số tiểu thương tại chợ này vẫn vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, để các chợ lắp sáp thực sự là chợ an toàn thực phẩm, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì các hộ tiểu thương cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm kinh doanh thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 6 tháng thực hiện nhất thể hóa, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã có kết quả tốt, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, cả 4 thôn là Chi Long, Ngọc Tỉnh, Đông Phòng và Dịch Trì của xã Ngọc Long đều có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Từ thực tế, tại xã Ngọc Long, bộ máy cấp cơ sở được tinh gọn, tạo sự thống nhất, từ đó triển khai các nghị quyết chính sách ở đây diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, phát huy tốt vai trò đảng trong dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các thôn trong xã đã vận động xử lý được trên 10 trường hợp có đất dôi dư. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tốt, các thôn đều có tổ hòa giải. 6 tổ thu gom rác thải ở các thôn hoạt động thường xuyên, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 đang đến gần. Cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh nắm chắc thông tin về kỳ thi, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất. Ngay từ đầu năm học, gần 450 học sinh khối 12 trường Trung học Phổ thông Hưng Yên, thành phố Hưng Yên đã được thầy cô tư vấn định hướng lựa chọn tổ hợp môn thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nhà trường dựa trên học lực và nhu cầu thi tốt nghiệp hay xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng để phân chia lớp, xây dựng phương án ôn tập cho phù hợp. Việc ôn tập thi Trung học Phổ thông Quốc gia được triển khai ngay từ đầu năm học và thực hiện song song với việc học chính khóa trên lớp. Khi hoàn thành chương trình sẽ tăng số tiết ôn tập, tập trung rèn luyện kỹ năng, làm bài thông qua bộ đề thi mẫu. Qua cái kỳ thi thử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên thì chúng tôi cũng có những cái
đánh giá bước đầu. Trên căn cứ đó chúng tôi cũng nhóm ra các cái đối tượng học sinh mà có nguy cơ kiến thức còn chưa vững, có nguy cơ trượt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, để chúng tôi có cái việc tăng cường dạy ôn tập. Các thầy cô giáo sẽ chú ý đến nhóm đối tượng này hơn. Một nhóm đối tượng nữa là các em có cái nguyện vọng xét vào các trường đại học, thì chúng tôi cũng có cái chương trình riêng cho các em tập trung vào những cái tổ hợp bộ môn các em xét. Năm 2019, trường Trung học phổ thông Kim Động có 394 học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thầy và trò nhà trường đã khởi động ôn thi từ tháng 9 năm 2018 với 3 môn thi chính là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Bước vào đầu học kỳ 2, nhà trường thu thập nguyện vọng bài thi tổ hợp và tiến hành ôn tập đối với các môn thi còn lại. Tỷ lệ mà xét tốt nghiệp của học sinh lớp 12 thì cũng có sự thay đổi. Các em sẽ được xét 70% điểm bài thi của Trung học phổ thông quốc gia và chỉ có 30% là điểm trung bình lớp 12 của các em. Chúng tôi cũng tập trung chủ yếu ôn tập theo cái cấu trúc của các cái đề minh họa của Bộ đã đưa ra, thì nhằm định hướng cho các em rõ hơn về những cái nội dung mà các em sẽ thi. Bởi vì ngay từ đầu năm, nhà trường cũng như các thầy cô trong trường đã có những biện pháp để giúp cho bọn em định hướng về, thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về các kiến thức bồi dưỡng cho bọn em. Nên là bọn em cảm thấy là đến thời điểm này thì không những là ổn định về mặt tinh thần mà bọn em còn cảm thấy là khá tự tin với cả khối kiến thức của mình. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, Hưng Yên có hơn 12.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi. Tin rằng với quyết tâm và nỗ lực cao của các trường và các em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sắp tới, học sinh tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các cấp các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống đuối nước, nhưng số nạn nhân bị đuối nước vẫn luôn ở mức đáng báo động, nhất là tại các vùng nông thôn. Thời điểm này, người dân ở thôn Ninh Phúc, xã Hùng An, huyện Kim Động không thể quên vụ đuối nước xảy ra vào ngày 21 tháng 5. Nạn nhân là em Phạm Tuấn Anh, sinh năm 2011, học sinh trường tiểu học Hùng An. Vào khoảng 16 giờ, sau khi cùng các bạn trong lớp đến đá bóng tại sân bóng thôn Ninh Phúc, em Tuấn Anh cùng các bạn rủ nhau đi tắm tại bể bơi ngay cạnh đó. Khi tắm, Tuấn Anh bị đuối nước, nhưng các bạn không biết. Đến lúc có bạn khi bơi chạm vào người em Tuấn Anh mới gọi người lớn đến cứu. Khi người dân đến khu vực bể bơi vớt được Tuấn Anh lên thì em đã ngừng thở. Chúng tôi đã làm nội quy chính và đã thông báo trên tất cả loa truyền thanh của thôn và họp dân trong thôn. Họ đều thực hiện nghiêm túc là khi các cháu thiếu nhi mà đi bơi thì là người lớn phải đi kèm. Người lớn đi kèm là gia đình phải đi kèm và giám sát con em mình, chứ thôn không có tự quản. Những vụ đuối nước thương tâm liên quan đến trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian qua ở tỉnh ta đang đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi gia đình với con em mình, trách nhiệm của nhà trường với học sinh và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ trẻ em. Bởi lẽ qua tìm hiểu những vụ tai nạn đuối nước xảy ra có thể thấy, nếu các gia đình quan tâm quản lý tốt hơn con cái mình, không để các em tự do ra hồ chơi đùa ngay cả khi không biết bơi. Nếu các nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục trang bị kỹ năng sống, nhất là kỹ năng bơi lội, hướng dẫn, dặn dò học sinh biết cách tránh xa những khu vực nguy hiểm đối với bản thân. Nếu các cấp chính quyền, ngành chức năng địa phương quan tâm rà soát những địa điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước, rồi làm rào chắn, đặt biển cảnh báo thì những vụ việc đau lòng như trên có thể đã không xảy ra. Theo thống kê từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 46 vụ tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 41 vụ tử vong do đuối nước. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tử vong do đuối nước. Triển khai cái năm hoạt động 2019 thì tôi cũng có ý kiến, kiến nghị đề xuất với cơ bản là thành đoàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố và ban chỉ đạo đồng hè của thành phố đấy, là lên tổ chức có những cái tập cái kỹ năng bơi cho các cháu trên như vậy là toàn thành phố. Đặc biệt là những cái vùng ven sông nước này, nhưng chúng tôi là không, các cháu là không biết bơi thì lên học để bơi. Mùa hè đến, đây là quãng thời gian thường xảy ra nhiều vụ đuối nước nhất trong năm, bởi các em học sinh được nghỉ học nhưng do thiếu những sân chơi lành mạnh, thiếu sự quản lý giám sát thường xuyên của cha mẹ nên thường rủ nhau ra ao hồ vui chơi. Và khi mà kỹ năng bơi lội không có, những địa điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước vẫn chưa được chính quyền địa phương
ngành chức năng quan tâm thì đuối nước mùa hè vẫn còn đó những nỗi lo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.